Quý vị và các bạn thân mến, cúc họa mi thì bắt đầu nở vào mùa đông. Một năm chỉ nở một lần và trong khoảng một tháng thì qua tàn và chỉ thích hợp với khí hậu lạnh. Nhưng mà ít ai ngờ thì đến hiện nay tại thành phố Cần Thơ cũng xuất hiện một không gian đầy những bông cúc họa mi trắng nhỏ xinh xắn và đang đón hàng trăm lượt khách đến chụp ảnh mỗi ngày. Chỉ 150 m², hơn 600 chậu cúc họa mi được đưa từ Hà Nội về Cần Thơ đã tạo được sự thu hút của mọi người. Vì đây là năm đầu tiên tại Cần Thơ có một không gian đầy cúc họa mi. Cái này là năm này mới có nè, đó, tại vì mấy năm thì không có cái cúc họa mi này, cho nên nó là phải coi tranh thủ tới để ghi vài tấm ảnh ở đây. Thấy trên Facebook á, cho nên dẫn bé đi thử. Đến đây thì cái không gian cúc họa mi rất là nhiều á, cho nên liên tưởng đến mùa Noel tới sắp tới á. Cúc họa mi với vẻ ngoài mỏng manh, yếu đuối, nhưng sức sống của loài hoa này lại vô cùng mãnh liệt. Nó có thể chịu đựng được những điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt. Cho nên, cúc họa mi có ý nghĩa tượng trưng cho những người luôn cố gắng, nỗ lực hết mình, chắc chắn sẽ đạt được những thành quả tốt đẹp. Cúc họa mi á, là đang là mùa của ở Hà Nội. Thì tại chị có quán cà phê, chị có sân vườn rộng nên chị có ý tưởng là đem cúc họa mi về để cho các bạn check-in, tạo điểm nhấn cho quán. Tại vì cúc họa mi là thường là ở Hà Nội nhưng mà về ở Cần Thơ thì nó cũng lạ, cho nên các bạn trẻ thì thích cái loại cúc họa mi này. Đây là lần đầu tiên của em luôn á. Tại vì em thấy mọi người chụp đăng lên Facebook đẹp cho nên hôm nay em rủ mấy anh photo vô đây chụp. Một cái quán cà phê mà trang trí vậy là rất đẹp, rất rộng luôn á. Và thoải mái cho mình chụp hình nữa. Ở Cần Thơ mình mà có nhiều khung cảnh để mình chụp ảnh như vậy thì sẽ thu hút được nhiều bạn trẻ nè, nhiều mẫu đến đây. Thường thì những không gian như thế này nó quà cho các bé, quà với thiên nhiên á. Các bé rất là thích. Đặc biệt bé gái rất là thích hoa luôn á, cho nên hay tìm những cái quán mà có nhiều thiên nhiên, cây cảnh, hoa, lá vậy đó. Ngoài vườn cúc họa mi thì trong những ngày cận Tết, tại đây sẽ có một khu vườn hoa thạch thảo, hứa hẹn sẽ là một điểm chụp ảnh check-in lý tưởng cho mọi người trong những ngày xuân về.